Hôm nay em sẽ gửi tới các bác cái dòng truyền dịch trắng, một cái dòng truyền dịch mà chuyên dụng dành cho cây công trình, cây cảnh. Đây là một cái gói truyền dịch giúp cây của các bác tăng trưởng nhanh, phát triển bộ rễ, cây vàng lá, cây kém sức sống, cây công trình mới đánh về. Thì với mỗi một cái gói dung dịch này thì thể tích của nó sẽ là 1 lít. Và khi các bác mà nhận về thì các bác sẽ có một cái dây cắm trực tiếp vào thân cây, tùy chỉnh với cái mức độ từ từ chảy ít một thì cây của các bác sẽ phát triển lại sau tầm 10 đến 15 ngày. Cái dung dịch này, cái thể tích của nó thì sẽ là 1 lít và nó sẽ là nước. Và bên đơn vị em còn có tất cả những cái dụng cụ như kéo cắt cành, đây là những cái dòng kéo. Và một kho hàng lớn như thế này thì đơn vị em sẽ nhận sỉ lẻ trên toàn quốc, cung cấp cho tất cả các nhà vườn lớn đang có nhu cầu. Bác nào có nhu cầu về cái mẫu truyền dịch trăm cây, về những cái dụng cụ làm vườn, liên hệ trực tiếp tới hai cái đầu số điện thoại em để ngay dưới video này. Số nhà em sẽ có Zalo để tư vấn các bác về tất cả những cái đồ làm vườn, đồ trăm cây. Đây là một cái lô hàng mà em cũng đang chuẩn bị xuất xưởng gửi tới nhà vườn. Đấy, bác nào mua lẻ một gói em cũng gửi nhá. Còn các bác mua với một thùng thì giá của nó sẽ rất chi là thấp, bằng cái giá giao sỉ luôn. Em mới nhận gửi và miễn phí ship trên toàn quốc khi các bác mua một gói. Cảm ơn các bác nhé.